Ương, đó là nghệ sĩ Đăng Nguyên làm sinh nhật của em, cũng đến đây chúc cho em có một ngày sinh nhật thật là vui tươi và nhiều may mắn trong cuộc sống. Và để tiếp theo chương trình, Hoài Dương cũng thay đổi bầu không khí với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Nhụy Kiều Tướng Quân. Ta chỉ thích cởi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, chứ quyết không cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang. Nữ chủ tướng Lê Minh xin kính chào chủ tướng. Trước khi ra đi trá hàng sáng trại giặc, ta xin mời Lê tướng quân một ly rượu. Chủ tướng hãy rót đi, rót đi chủ tướng. Đó, cái này được nè. Trong giây phút chia tay, dân nga người trai ly rượu đào. Đây non sông đang chờ người, đây nước non toàn dân xin ghi nhớ cho câu tiếng ai lên đường. Ô trời Nam, uống đi, uống đi rồi ra trận chủ tướng. Không biết ra trận nổi không nghe em gái. Cảm ơn. Do trong ách mang gông bắt dân tộc ta ngàn ngàn năm nô lệ. Bộ quyết quang sụng sục sôi, xin thề trong ánh thép, xin thề trước ngàn gian, sanh linh quý đứng lên gìn giữ nước non này. Đưa đi một người đi, đi vào nơi đại sư ca. Anh Hiếu ơi, vô anh Hiếu ơi. Ồ, cảm ơn, cảm ơn. Vô Hoàng Hiền ơi, nguyện em. Lê Minh ơi, như năm xưa ta hẹn phúc khải hoàng cao, chúc rượu đào thương công người dung tương. Sao người tối tắt điểm giữa xa trường, các thời của quân an đang thiếu nặng căm hờn. Chiến công thầm lặng của người anh quý mến, ta nghe cho có nụ cười qua nước mắt ở lòng ta. Da ngựa một thay cân quốc biên tan mộng
Vô nè. Một, hai, ba, vô. Sư phụ, nguyện em. Vào sư mạng người tại nơi sói làng, thân thương đêm ngày giờ trong ngày vinh quang thiên công mang về, mang sư mạng vì dân ta dân thân ngàn hiếm quý đang chờ, nơi đây bao kẻ thân thương đêm ngày giờ trong ngày vinh quang thiên công mang về. Một lần nữa ta xin thay lời muôn dân trăm họ, giao trọng trách nặng nề và hy vọng ở Lê Quynh. Đã được sự ủy nhiệm của chủ tướng thì cho dù giảng tự nhất sinh, trước chủ tướng Lê Minh xin thề bằng danh dự, tích thảo luyện binh ta cho ngày quốc khởi, đánh đổi sầm lặng ta lấy lại cơ đồ, lên đường nghe rạo rực cả con tim, tôi sẽ cắt đầu thù về đây để tế cho linh hồn minh chủ. Đi đi huynh ta hẹn ngày tao ngộ, khi nước non này sạch bóng lúa sầm lặng. Và bây giờ Lê Minh tôi xin bái biệt. Hãy uống một ly rồi bái biệt, uống một ly rồi ra trận. Cảm ơn.